Xin chào tất cả các mẹ, hôm nay chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Hãy để Kích Lan Giang giúp bạn. Đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ thì hệ tiêu hóa của bé phát triển một cách chưa toàn thiện, vì vậy rất dễ bị các bệnh rối loạn về tiêu hóa. Cho nên khi bổ sung lượng sữa bột bên ngoài đối với các bé thì mẹ nên lựa chọn những loại sữa phù hợp cũng như thích hợp đối với hệ tiêu hóa của bé để đảm bảo cho bé có được một sức khỏe tốt nhất và vẫn cung cấp được lượng chất dinh dưỡng đầy đủ. Giờ đây thì mẹ có thể hoàn toàn yên tâm khi lựa chọn dòng sữa bột sữa CDA AD của thương hiệu Senia tới từ Pháp. Với dòng sản phẩm này chắc chắn sẽ rất phù hợp đối với các bé bị rối loạn tiêu hóa và đảm bảo cung cấp được dưỡng chất cần thiết đối với các bé. Với dòng sản phẩm sữa bột Senia đã nghiên cứu và xây dựng ra công thức độc đáo mới, sáng tạo giúp cho các bé bị mắc chứng rối loạn tiêu hóa có thể uống loại sữa này vô cùng thích hợp cũng như là phù hợp. Dòng sản phẩm sữa bột Senia sẽ giúp bổ sung dưỡng chất Bromatelum, sẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch cho bé nên sẽ giúp hệ tiêu hóa của bé phát triển một cách tốt hơn. Ngoài ra thì với hàm lượng kẽm cũng như là muối khoáng cao giúp cải thiện tình trạng mất nước và nhanh chóng phục hồi. Cùng với đó là giảm trung bình 46% thời gian tiêu chảy của bé nên giúp hệ tiêu hóa của bé có thể phát triển một cách tốt nhất ạ. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các mẹ cách sử dụng sản phẩm, cách pha sữa sản phẩm sữa Senia một cách chính xác nhất. Đầu tiên, trước khi pha sữa thì mẹ lưu ý rửa tay thật sạch bằng xà phòng cũng như là sử dụng với dụng cụ pha sữa thì mẹ nên tiệt trùng bằng nước đun sôi hoặc là có thể sử dụng máy tiệt trùng chuyên dụng để có thể đảm bảo an toàn vệ sinh nhất đối với bé. Khi pha sữa thì mẹ đun nước đun sôi, sau đó để nguội khoảng 40 độ C cho một lượng sữa phù hợp đối với từng độ tuổi của bé. Với các độ tuổi khác nhau thì sẽ có một lượng sữa pha khác nhau phụ thuộc vào tháng tuổi của bé. Đối với các bé từ 0 tới 1 tháng tuổi thì mẹ pha khoảng 3 muỗng sữa gà có sẵn trong quý hộp này để đảm bảo được lượng chất dinh dưỡng đầy đủ nhất cũng như lấy được lượng sữa bột đầy đủ thì mẹ nên sử dụng muỗng gà có sẵn trong hộp ạ. Với 3 muỗng gà thì mẹ pha khoảng với 90ml nước và cho các bé uống trung bình từ 6 tới 8 bình sữa mỗi ngày để đảm bảo được lượng dinh dưỡng cần thiết. Với các độ tuổi khác nhau thì mẹ pha với lượng nước khác nhau. Những các bé từ 1 đến 2 tháng tuổi thì mẹ cho bé uống khoảng 3 đến 6 bình mỗi ngày. Còn các bé từ 2 đến 3 tháng tuổi thì mẹ cho bé uống khoảng 5 đến 6 bình. Còn đối với các bé từ 3 đến 4 tháng tuổi thì uống khoảng 4 đến 5 bình mỗi ngày. Các bé từ 4 đến 6 tuổi thì mẹ cho bé uống khoảng 4 tới 5 bình. Còn các bé từ 7 tới 12 tháng tuổi thì mẹ có thể cho bé uống từ 3 tới 4 bình. Sau khi đã đổ phần lượng bột sữa bột cần thiết vào trong phần nước đã chuẩn bị thì mẹ đậy lắp phần bình, sau đó lắp đều và mới đều để lượng sữa bột có thể hòa tan vào trong nước. Mẹ lưu ý là trước khi cho bé uống thì mẹ nên kiểm tra lại nhiệt độ của sữa một lần nữa, tránh cho bé bị bỏng khi uống sữa bằng cách nhỏ một vài giọt sữa lên phần mu bàn tay ạ. Sau đó kiểm tra nhiệt độ, nếu khoảng nhiệt độ 37 độ C là mẹ đã có thể cho bé uống nước rồi ạ. Sau khi pha sữa cho bé xong thì mẹ nên rửa bình thật sạch cũng như là tiệt trùng bình thật sạch để cho bé uống lần sau ạ. Và sau khi pha sữa thì mẹ cũng nên đậy chặt phần nắp này để đảm bảo cho chất lượng sữa luôn được giữ nguyên vẹn. Và để bảo quản sữa hộp được đảm bảo chất lượng nhất thì mẹ nên bảo quản ở những nơi khô ráo thoáng mát, và sau khi đã mở hộp thì nên sử dụng trong vòng 4 tuần để đảm bảo chất lượng sữa còn nguyên vẹn nhất ạ. Với dòng sản phẩm này thích hợp với các bé sơ sinh từ 0 tới 12 tháng tuổi. Hy vọng với dòng sản phẩm sữa bột này sẽ giúp hỗ trợ các bé có được một nguồn chất dinh dưỡng tốt hơn. Hiện sản phẩm đang được bày bán rộng rãi trên tất cả các cửa hàng hệ thống Kích Lan Da. Mẹ có thể truy cập vào website kichlanda.vn hoặc gọi điện từ số hotline 1900 6090 để được tư vấn hỗ trợ và đặt hàng một cách tốt nhất. Kích Lan Da xin cảm ơn mẹ.